Alright, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Yeah, và mình là XTXAD. Và hôm nay mình rất vui khi mang đến cho các bạn một clip vẽ hoàn toàn mới trên kênh của mình. Yeah. Như các bạn đã biết thì trong lúc này đại dịch đang diễn biến rất là phức tạp. Các bạn hãy cố gắng hạn chế đi ra ngoài, hãy cẩn thận cho mình. Thay vào đó các bạn hãy lấy giấy bút ra và vẽ cùng mình nhé. Alright. Nói về những nhân vật mà mình yêu thích trong 7 viên ngọc rồng thì chỉ sau Goku thôi, đó chính là Gohan. Ở Gohan, mình thấy có những cái khác biệt Goku, như kiểu sự điên cuồng giống Vegeta hay là sự thông minh, sự bình tĩnh đến từ người thầy Piccolo của mình. Các bạn có còn nhớ lúc mà Gohan, người đầu tiên hóa thành Super Saiyan 2 đánh với Cell, thì Gohan có thể tiêu diệt Cell rồi nhưng mà thay vào đó vẫn để cho Cell hoàn thiện rồi mới đánh. Và trong giải đấu vũ trụ, trong Dragon Ball Super ấy, người đội trưởng không phải là Goku, không phải là Vegeta hay là Piccolo, mà thay vào đó chính là Gohan. Trước tình cảm mà mình dành cho Gohan ấy, thế nào mình là quyết định vẽ Gohan một cách mà cẩn thận nhất mà mình có thể vẽ, chi tiết nhất mà mình có thể chi tiết. Để không dài dòng và lan man nữa thì mình chúc các bạn xem video vui vẻ. Hãy để lại cho mình một like, một comment để giúp mình hoàn thiện ở những video sau hơn. Và nếu thấy video của mình hay và giúp ích được gì cho các bạn, hãy để lại cho mình một nút subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thank you for you watching. Yeah.